Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài số 17 sách hướng dẫn tin học lớp 6. Đó là bài định dạng đoạn văn bản, thì các bạn có thể mở sách ra các bạn xem thêm. Đầu tiên mình sẽ khởi động phần mềm Word lên trước. Mình sẽ bấm vào nút Start đây, rồi kéo cái này xuống, kéo cái thanh cuộn này xuống và các bạn click vào biểu tượng của Word. Và mình bấm vào Blank Document ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập cái đoạn văn bản. Nhưng mà trước khi mình nhập một cái đoạn văn bản thì các bạn hãy kiểm tra lại xem các bạn đã có Unicase chưa. Trong trường hợp này là chưa có Unicase thì các bạn phải khởi động phần mềm Unicase lên bằng cách bấm vào nút Start đây và chọn tới cái mục là Unicase. Rồi mình bấm vào. Và mình sẽ chọn cái bản mã là Unicode, còn cái kiểu gõ là Telet. Thì mình gõ Telet nên mình chọn Telet, các bạn gõ Vini, các bạn có thể chọn kiểu gõ Vini. Để minh họa cho cái bài học hôm nay thì mình sẽ lấy một cái bài thực hành ra, mình hướng dẫn cho các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng cái bài thực hành là biển đẹp này. Thì mình sẽ đánh máy xong cái nội dung của cái bài biển đẹp này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thao tác với cái đoạn văn bản trong cái bài thơ, trong cái bài văn biển đẹp như thế này. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái nội dung vào trước. Như vậy là mình đã đánh xong cái bài văn biển đẹp như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình định dạng cho cái bài văn này. Thì để định dạng giống như cái này thì mình sẽ định dạng từ trên xuống dưới, và mình định dạng tới đâu mình sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ thấy biển đẹp này, các bạn mình sẽ bôi đen ở đây. Các bạn bấm chữ B để cho in đậm. Và các bạn cho canh giữa. Các bạn thấy tất cả những cái phông chữ này mình thấy mình chọn là cái phông là Calibri. Đó, đầu tiên là các bạn chọn cái phông Calibri là cái phông chữ này đây. Rồi. Riêng cái chữ biển đẹp này các bạn thấy to hơn chút xíu, mình tất cả những cái kích cỡ của cái chữ này mình đã cho nó là 14 rồi, thì riêng cái biển đẹp này mình bôi đen cái biển đẹp này, các bạn có thể xóa 14 đi. Các bạn có thể cho nó là 20 chẳng hạn. Đó, để cho nó to hơn. Và nó màu tím thì các bạn bấm vào đây, ngay cái mũi tên kế bên chữ A này, các bạn chọn nó là màu tím. Rồi nó in nguyên thì các bạn bấm vào cái chữ Y đây. Đó, hồi nãy nó bold là in đậm, giờ mình cho nó Y nữa là vừa in đậm và vừa in nguyên và màu tím. Ở cái chỗ những cái đầu của cái đoạn như thế này, thì bây giờ trong đây mình sẽ tập trung mình trình bày cái đoạn. Các bạn sẽ thấy cái đoạn đây là một cái đoạn. Như trong cái bài văn này nó sẽ gồm có 3 đoạn. Đây là đoạn thứ nhất, đây là đoạn thứ hai và đây là đoạn thứ ba. Như vậy một cái đoạn các bạn sẽ thấy nó gồm cấu tạo của nhiều câu nhập lời. Một cái đoạn có thể gồm có một câu hoặc là nhiều câu nhập lời và nó sẽ kết thúc bằng dấu chấm như thế này. Thì như thế này là một đoạn. Bây giờ mình sẽ định dạng cái đoạn này theo giống như trong sách như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ bấm tab ở ngay chữ B nè. Đó, các bạn nhớ là mình phải bấm tab một cái cho nó hụt vô, chứ các bạn không có bấm cách khoảng như vậy đó, nó sẽ không có đều và nó lâu. Mình bấm tab một cái cho nó hụt vô. Đó, ở bên dưới đây mình bấm trước chữ lại nè, trước chữ L mình cũng bấm tab một cái, các bạn sẽ thấy nó sẽ bằng nhau. Và bên dưới đây trước chữ R mình cũng bấm tab một cái. Thì đó là cái phím tab ở trong bàn phím, các bạn bấm như vậy nó sẽ nhanh hơn là các bạn bấm cách khoảng, nó sẽ rất là lâu. Và các bạn để ý là
Khi mà các bạn trình bày một cái đoạn, các bạn nhìn kỹ ở đây, giữa cái đoạn các bạn thấy nó sẽ không được đều, nó sẽ không có đẹp. Đó, các bạn thấy nguyên ba cái đoạn này. Hiện tại là nó đang ở canh lá trái. Bây giờ mình sẽ chọn cho nó là canh đều thì các bạn sẽ thấy cái đoạn của mình nó sẽ đẹp lại. Đó, các bạn thấy những cái hàng này nè, nó sẽ đều qua 2 mét, trừ cái dòng đầu tiên nó sẽ hụt vô do mình bấm phím tab lúc nãy. Đó, như các bạn thấy nó sẽ đều như vậy. Còn nếu như các bạn cho nó canh trái như ban đầu thì nó lại như thế này, nó sẽ không đều và nó không đẹp. Hoặc là mình cho nó canh giữa thì nó sẽ bị như vậy. Hoặc là mình cho nó canh phải thì nó lại nghiêng qua một bên. Trong trường hợp này các bạn phải cho nó là canh đều thì nó mới đúng và mới đẹp. Và cái chỗ heo Vũ Thú Nam này nè, các bạn bôi đen đó, nó nằm ở canh bên phải thì các bạn bấm vào canh phải đây, nó sẽ tự động nhảy qua bên đây rất là nhanh và rất là hẳn. Và nó in nghiêng thì các bạn bấm vào chữ Y ở đây để in nghiêng. Tiếp theo các bạn sẽ thấy chữ B đây, nó in đậm lên thì mình sẽ bôi chữ B và mình bấm vào chữ B đây. Và nó to lên, ví dụ như nó 10 20 thì các bạn xóa số 14 đi, các bạn bấm vào 20. Và nó màu tím thì các bạn cho nó vào, bấm vào chữ A đây hoặc bấm vào cái mũi tên và chọn cái màu tím. Đó, ví dụ như các bạn thấy chữ B này bự quá thì mình cho nó còn 18 thôi. Đó, ví dụ như vậy. Tương tự như vậy thì với chữ L cũng vậy, mình bôi đen chữ L, mình bấm chữ B, mình cho nó là 18, bấm Enter và mình cho nó màu tím thì mình bấm chữ A. Và chữ R cũng vậy, mình bấm vào chữ B cho nó in đậm và xóa 14 này đi, nhập rồi 18 cho nó to lên và bấm vào màu tím để cho nó thành màu tím. Thì như vậy là các bạn đã trình bày được cái đoạn văn giống như trong đây. Với máy tính của mình thì nó giống như thế này. Nhưng trường hợp nếu như các bạn đánh máy mà nó ra như thế này thì các bạn hãy chọn nguyên cái đoạn văn của các bạn. Thì tất cả những gì liên quan đến đoạn văn bản thì các bạn hãy chọn ở cái mục paragraph đây. Các bạn thấy bình thường thì hiện tại nó đã giống như trong cái hình mà mình nhìn rồi. Nhưng mà trường hợp nếu như nó không giống hoặc nó như thế này, mình sẽ bôi đen ba cái đoạn này. Paragraph thì các bạn hãy nhớ ở cái mục paragraph này, nếu như nó không phải là như vậy mà nó như thế này đi. Đó, các bạn thấy trường hợp có những trường hợp các bạn nhập vào cái chữ nó giữa các dòng nó giãn ra như thế này và giữa các đoạn nó cũng giãn ra như thế này thì mình muốn chỉnh lại giống như ở trong sách đó, thì các bạn hãy bôi đen cái đoạn, những cái đoạn mà các bạn cần chỉnh sửa. Đầu tiên các bạn hãy bôi đen tất cả những cái đoạn mà các bạn chỉnh sửa, các bạn cho nó về mặc định ban đầu trước. Thì bây giờ để trở về mặc định ban đầu, các bạn hãy bấm vào ở mục Home, các bạn bấm vào cái chữ paragraph, cái mũi tên ngay đây. Các bạn nhớ là ở cái mục là Basin Before và After, nếu như nó là con số khác, ví dụ như 12 hoặc là 18 thì các bạn phải bỏ cái này đi, hoặc các bạn bấm mũi tên ở đây nè cho nó trở về 0BT, và cái After này nó cũng là 0BT. Rồi cái chỗ mà Line Basin này nè, các bạn chọn Single và mình bấm vào chữ OK thì nó sẽ trở về mặc định nguyên ban đầu, đó là mặc định không có bị giãn dòng giữa các dòng và không có bị giãn giữa các đoạn. Các bạn sẽ phân biệt trường hợp nếu như các bạn muốn cái tỷ lệ giữa cái dòng nó giữ nguyên và cách khoảng giữa các đoạn thì các bạn bôi những cái đoạn mà mình cần chỉnh khoảng cách cho nó hư ra giữa cái đoạn. Ví dụ như cái đoạn đầu nó hư với đoạn 2 và nó hư ra với đoạn 3 thì các bạn chọn lại vào cái mục paragraph. Và các bạn chọn ở cái mục before và after chỗ này nè. Ví dụ như mình cách cái đoạn trước là 6BT thì mình bấm lên đây và cách đoạn phía sau 6BT thì mình bấm mũi tên lên. Mỗi lần nó sẽ tự động tăng 6 đơn vị. Đó thì bạn bấm vào OK. Thì các bạn sẽ thấy được sự rõ khác biệt là giữa các đoạn nó đã có sự cách khoảng ra nhưng các dòng thì nó vẫn y nguyên như vậy. Và nếu như trường hợp các bạn muốn cái dòng này mà nó giãn ra, đó, trường hợp này là nó chỉ giãn ra giữa các đoạn thôi. Còn các bạn muốn giãn ra giữa các dòng luôn thì các bạn bấm vào một paragraph này. Các bạn sẽ thấy cái line basin này nè, thì các bạn nó có nhiều cái chế độ giãn mà thường người ta sẽ chọn là 1.5 line này. Thì các bạn sẽ thấy giữa các dòng nó sẽ giãn ra luôn, đó. Và trong định dạng văn bản thì thường mình sẽ chọn là chỗ này là single, đó, chỉ có giãn 6 hoặc là 12 chỗ này thôi, thường là 6 như vậy. Đó, để nhìn cho nó dễ dễ phân biệt giữa đoạn và nhìn như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Đó là cái cách trình bày của bài Biển Đẹp cũng như là cách sử dụng cái công cụ paragraph ở trong phần mềm Word.
Thì paragraph chính là dịch ra có nghĩa là đoạn văn bản. Trường hợp thứ hai, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách trình bày một cái bài thơ quê hương như thế này. Thì nó cũng đơn giản thôi. Nếu như các bạn đã biết cách trình bày cái bài biển đẹp thì qua cái bài thơ quê hương này nó cũng rất là đơn giản. Tới đây thì mỗi cái mình sẽ đánh xuống hàng thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập bài thơ quê hương này. Mình sẽ mở ra cái trang Word mới. Mình chọn file new blank document đây. Rồi mình sẽ nhập vào cái bài thơ quê hương. Sau khi mình đã nhập xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình định dạng cái bài thơ này. Và ở đây mình cũng bấm Ctrl A, mình chọn cái phông chữ là Calibri. Mình cho nó là kích cỡ là 14 đi. Rồi. Ở đây mình sẽ cho nó to lên đi, ví dụ như là 20 luôn đi, cho nó to lên. Ví dụ như vậy, hoặc là to nữa cho nó hết tờ giấy luôn, là ví dụ như 25 chẳng hạn. Ở đây mình nhập sai rồi, đó. Ví dụ như mình cho nó là 25. Rồi, ví dụ như vậy nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình định dạng nó. Thì mình sẽ bấm Ctrl A. Các bạn để ý cái bài thơ này nó sẽ canh giữa. Nó canh giữa từ cái chữ quê hương này cho đến cái chỗ nào. Các bạn để ý chỉ có cái chữ quê hương này là canh giữa thôi. Thì mình không có chọn Ctrl A được, mà mình sẽ bo đen cái quê hương này nè. Mình bấm canh giữa đây. Và mình cho in đậm lên. Đó. Rồi cái chữ quê hương này nó bự hơn bên dưới chút xíu. Ví dụ như 20, 25 thì mình chọn là 30. Bấm Enter. Rồi. Ở bên đây các bạn có thể thấy là nếu như mà 20 mà nó vẫn chưa bự, chưa hết cái tờ giấy thì mình cho nó là 30 thử xem. Thôi cho nó nhỏ lại, nó lọt ra rồi. Mình cho nó là 28 thôi. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ thấy là cái bài này, cái chữ W, chữ G, cái chữ W, 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 W ở đây, nó hẳn hàng ở trên. Thì mình không thể chọn canh giữa như thế này được. Ví dụ như thường các bạn sẽ bo đen cái cụm này. Đó. Cái cách bo đen thì các bạn hay bo đen như thế này cũng là một cái cách. Hoặc cái cách nhanh hơn là mình bấm vào chữ trước chữ W ở đây, trước chữ W đây. Và mình lăn cái bánh xe xuống tới cái chỗ này, mình giữ phím Shift và mình bấm vào cái chỗ cuối cùng. Đó, cái cách mà mình hay chọn là như vậy. Nó sẽ rất là nhanh và dễ dàng. Nếu như cái bài này các bạn chọn canh giữa, các bạn sẽ thấy những cái chữ này nó không có bằng nhau được. Đó. Những cái chữ này nó sẽ không có bằng nhau được. Giống như trong hình, các bạn thấy chữ đầu và chữ thứ ba nó phải bằng nhau, và chữ thứ hai với chữ thứ tư nó phải bằng nhau. Nhưng trong trường hợp này mình canh giữa như thế này thì nó sẽ không có bằng như vậy được. Thì mình sẽ cho nó canh trái lại. Trường hợp này bắt buộc các bạn phải làm như vậy. Các bạn ở chỗ này các bạn bấm phím Tab một cái. Những cái dòng lẻ các bạn hãy bấm phím Tab một cái, thì như vậy nó mới thẳng hàng với nhau được. Rồi, đó đó là một cái cách các bạn cần phải nhận biết kỹ những cái bài mà mình đánh. Các bạn để ý ở đây là cái phông chữ này là Calibri, nhưng cái chữ quê hương này cho từ chữ quê cho đến chữ xóm làng nè, từ chữ quê hương đến xóm làng và kể cả tới chữ Nguyễn Đình Huân luôn, thì các bạn thấy cái phông chữ này là phông chữ Thai New Roman. Thì để chọn phông chữ cho nguyên cái bài thơ trừ cái tiêu đề ra thì mình sẽ đổi nó phông chữ lại, mình bấm vào chữ trước chữ quê đây và mình bấm vào giữ phím shift và mình bấm vào cái chỗ cuối cùng này. Thì đây là cái phông chữ Calibri, thì các bạn hãy bấm vào cái mũi tên đây và mình chọn cái phông chữ là Thai New Roman đây, mình bấm vào thì các bạn sẽ thấy nó mới giống như cái trong sách. Ở đây các bạn có thể cho cái chỗ này nó to lên chút nữa để cho nổi bật cái tiêu đề. Là 30 rồi mình xóa đi, mình nhập vào 35. Đó. Rồi, nếu như các bạn thấy nó không có ngay chính giữa lắm thì các bạn bấm cho nó canh trái lại. Các bạn bấm phím Tab chừng 3 cái thôi, đó thì nó sẽ ngay chính giữa lại. Đó là một trường hợp mình làm thủ công. Bây giờ mình so sánh lại nó đã gần giống rồi. Tiếp theo là cái trích thơ Nguyễn Đình Huân này, các bạn sẽ thấy nó nằm ở bên canh phải và in nghiêng.
thì mình sẽ bôi đen cái trích thơ Nguyễn Đình Huân và mình cho nó bấm vào canh phải đây. Và các bạn thấy in nghiêng thì mình bấm vào chữ Y đây. Như vậy là mình đã được cái bài thơ giống như trong sách. Các bạn nhìn trong đây. Nhưng giữa nếu như các bạn để ý kỹ thì trong đây giữa các đoạn trong trường hợp này các bạn thấy cái đoạn văn của cái bài thơ này mỗi một dòng nó là một đoạn. Đó. Thì đoạn nó có thể gồm có nhiều câu nhập lại hoặc là nhiều hoặc là một câu hoặc là nhiều câu. Thì trong trường hợp này mỗi đoạn là mỗi một dòng. Đó, tại vì nó xuống hàng mà. Khi nào mà nó không có tự động xuống hàng mà mình xuống hàng thì đó mới là một đoạn thôi. Còn cái này khi mà các bạn xuống hàng cứ hết một cái hàng là một đoạn hoặc là một câu nó cũng là một đoạn. Trong trường hợp này cái đoạn nó chỉ gồm có một câu thôi. Và bốn cái câu này thì nó sát lời và chỗ này thì nó cách ra. Bốn cái câu này nó sát lời, chỗ này cách ra và bốn câu này nó sát lời. Thì như vậy, đầu tiên các bạn phải chọn từ nguyên cái bài thơ này nè cho nó trở về mặc định cho nó sát lời trước đó. Thì các bạn chọn hết cái nội dung bài thơ, các bạn bấm vào paragraph ở đây để chỉnh đoạn. Thì như mình nói nãy mình sẽ cho nó trở về không hết đó. Và chỗ này các bạn cũng cho nó về single luôn, đó là bấm vào cái mũi tên này nè. Rồi chọn single. Đó, không không và single, các bạn bấm ok. Các bạn sẽ thấy nó sát lời với nhau như bình thường. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh tiếp rất là dễ. Mình sẽ cho cái này xuống hàng cách ra một khoảng. Đó. Rồi cái này 4 câu thì các bạn phải đặt cái dấu con chỏ chuột ở đây hoặc là ngoài trước đây cũng được, cái nào cũng được, enter xuống. Và ở đây mình bấm vào đây, mình enter xuống. Tương tự như vậy ở đây, mình bấm vào chỗ này và mình enter xuống. Thì các bạn sẽ trình bày được cái đoạn thơ giống như bài quê hương ở trong sách như thế này. Đó, nó cũng rất là đơn giản chứ không có gì phức tạp. Chỉ cần các bạn hiểu được cái cách trình bày của cái đoạn và quan trọng nhất là cái cách chỉnh ở trong paragraph này, các bạn hãy cho nó về không không và single hết. Sau đó mình hãy chỉnh lại như ý, ví dụ như giữa các đoạn nó cách ra như thế này mà các dòng nó không cách khoảng thì các bạn chọn như mình hướng dẫn lúc nãy. Còn cái này là nó sẽ sát lời nhau hết mà chỗ này nó sẽ cách riêng ra một một dòng thôi, thì các bạn làm như cách mà mình mới vừa hướng dẫn. Thì đây là nội dung của bài số 17, trình bày đoạn văn bản. Nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu hoặc các bạn không làm được thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.